Ê, xin chào, hôm nay mình có một cái đôi giày, một cái hộp giày phải nói là siêu khủng bố luôn cho các bạn xem nhá. Đây, mọi người thấy đây, một cái hộp Jordan rất là to luôn. Cái chiều dài của nó phải 40 phân rồi rộng khoảng 30 phân nữa, hộp cực kỳ là to nhá. Có cái chữ Fight ở đây nhìn hoành tráng này. Nó màu xám xong rồi có cái vết màu đen lên nhìn màu đẹp lắm. Một cái hộp rất là đẹp nhá, mình sẽ cho các bạn thấy các góc này. Đó. Tuyệt vời đẹp luôn. Giày ở đây thì cũng đặc biệt lắm. Mở ra này, cái hộp bên trong nó có cái màu đỏ. Nhìn sang không? Giấy gói. Mở ra. Đây rồi. Jordan các bạn ạ. Đấy, Jordan 4 nhá. Wow. Màu đen cuốn chưa? Các bạn thấy không? Quá đẹp. Phải nói là quá đẹp. Đây nó là đôi Jordan 4 Retro. Cái màu này là màu Black Fire Red Salmon Gray. Size 12, size bự chảo luôn các bạn ạ. Ok, bây giờ mình chúng ta cầm ra kia để quay chi tiết nhé. Rồi thì đây là đôi Jordan 4, cũng không có lạ gì với các bạn nữa rồi. Đã lên video của Thuần Văn Kỳ rất nhiều lần mà nếu các bạn muốn xem review chi tiết thì hãy bấm vào video ở phía trên này. Ngày hôm nay thì mình muốn chỉ là giới thiệu cái phiên bản này thôi, một phiên bản rất là mới mà Thuần Văn Kỳ đã có một bạn khách order và may mắn mình đã cầm được trên tay và review nó trước khi chuyển cho khách. Thì phải nói ra là đây là một đôi giày mà mình phải cầm rất là nâng niu khi mà quay cái video này. Bởi vì giá trị của nó là lên đến khoảng 7-8 triệu cơ, rất là đắt giá các bạn ạ, một đôi giày mua để sưu tầm. Cái đôi này thì các bạn thấy rằng là upper của nó đa số đều là màu đen, một vài chi tiết điểm nhấn màu đỏ. Và cái da của đôi này, phải nói là cái da này đỉnh cao luôn các bạn ạ. Một cái chất da màu đen và nó hơi có một chút nhám nhám và bóng bóng nhẹ. Và cái texture của nó các bạn thấy không, đây là một cái da dạng nứt, có các cái vết nứt nhìn cực kỳ là đẹp luôn. Nó rất là hợp với cái kiểu dáng của cái đôi giày này. Thật sự là da này quá đẹp luôn, nhưng mà sờ nhấn nhá vào cái da nó mềm, nó sờ tay lắm các bạn nhé, rất là tuyệt. Và cái mùi của đôi giày này nó cũng là một cái mùi cực kỳ cuốn nhá. Một cái mùi keo mà nó kiểu như là keo chất lượng cao ấy. Tất nhiên là người mùi keo thì nó không có tốt lành gì, nhưng mà mùi keo này thơm thật đó. Một cái đôi giày với chất liệu ngon, da đẹp, mùi nghĩa các thứ là tuyệt vời luôn. Thì nó cũng như bao đôi Jordan 4 khác thôi. Ở trên upper các bạn sẽ có chất liệu toàn bộ là da và thêm một vài những cái phần chi tiết điểm nhấn. Ví dụ chúng ta có cái vải mesh ở đây, chính là cái phần hơi hơi trông giống tổ ong này. Đây sẽ là vải mesh nhá. Cái phần này thiết kế rất hay, nó là vải mesh kết hợp với cả nhựa, thì vải kết hợp với nhựa tạo ra một cái texture cực kỳ hay. Rồi thì ở cái phần này chúng ta cũng sẽ có, đấy là các cái khung bằng nhựa để giúp cho cố định chân tốt hơn và giúp cho giày có cái độ ôm chân tốt hơn. Thiết kế này là thiết kế mà kiểu để ngày xưa các cầu thủ bóng rổ sử dụng nó thì được hỗ trợ tốt hơn ấy. Nhưng đến bây giờ thì nó sẽ là một trong những bộ phận giúp chúng ta có thêm điểm nhấn ở trên đôi giày và giúp chúng ta có một cái visual đẹp hơn với cái đôi Jordan 4 này. Một cái thiết kế cực kỳ là huyền thoại các bạn nhé. Đằng sau gót thì cũng là một cái thiết kế mà mình cực kỳ thích ở trên Jordan 4, đấy là Nike Air cộng thêm cái phần sau gót nó nhô lên như thế này. Đây là cái phần mà kiểu các bạn khi đi giày vào có thể cầm nó và kéo lên xỏ vào chân dễ hơn ấy. Nó rất đẹp luôn, nhìn nó rất đẹp, cực kỳ cuốn các bạn nhá. Đây, mình sẽ cho các bạn nhìn thêm một lần nữa. Đôi này thì ở trên lưỡi gà nó sẽ là kiểu có một cái logo Michael Jordan và chữ Fight. Và lưỡi gà ở đây thì bên ngoài cũng hoàn toàn là da. Chất da ở lưỡi gà thì nó có phần nào đó mềm hơn và khác hơn một chút so với cái chất da ở cái phần bên dưới. Lưỡi gà thì da này nó dạng là da mịn hơn, nó không có bị nứt như là cái da bên dưới này. Đó, khác biệt là rất nhiều. Và bên trong lưỡi gà thì cũng có một phần đặc biệt, đấy là bên trong lưỡi gà chúng ta sẽ có cái lớp bông màu đỏ. Và trên đó thì có in, có may thêm một cái phần khác có ghi chữ Air Jordan và lại còn là may ngược. Rất là thú vị luôn. Rồi ở bên trong giày thì chúng ta sẽ có xung quanh bao bọc cổ chân cũng là phần vải bông. Đây là một cái chất liệu mà phải nói rằng là nó cũng tương đối là ấm. Nếu như mùa hè sắp tới, mùa nóng sắp tới thì đi cũng sẽ là hơi nóng. Nhưng mình nghĩ rằng đôi này thì các bạn mua về là sưu tầm là chính thôi, chứ đi thì cũng ít. Có thể là như vậy. Và một trong những cái điểm mình thích nhất ở trên cái đôi giày này có lẽ phải nói là bộ đế các bạn ạ. Các bạn thấy rằng bên upper nó thì đa số đều là đen, nhưng mà bên đế thì sao? Đây, nhìn ở ngay, nhìn theo chiều ngang này thôi là chúng ta thấy rằng cái midsole của nó màu sắc rất nổi bật rồi. Nó sẽ có đỏ, nó có xám và nó có trắng. Có cả thêm ô cửa sổ để hở, rất là đặc trưng nữa. Và nhìn dưới outsole đi, wow, outsole quá đẹp luôn. Outsole, cái màu trắng này nhìn nó tinh khôi, rồi thêm màu đỏ Nike nữa, cực kỳ là cuốn các bạn nhá. Cái màu sắc của cái chất liệu, một đôi giày không thể chê được các bạn ạ. Sneaker nhưng mà đẹp quá, cuốn quá.
Yeah, giày thể thao nó đến mức độ như thế này là cùng thôi. Sneaker, các bạn nếu như mà có điều kiện chơi, điều kiện để sưu tầm thì hãy sắm cho mình những đôi giày như thế này. Ở tại Sneaker Monkey thì chúng mình có nhận mua, nhận order cho các bạn tất cả những cái dòng giày từ đắt đến rẻ. 1 triệu các bạn cũng mua được giày, mà 10 triệu, 20 triệu cũng có giày luôn. Đấy, ví dụ đôi này thì rơi vào khoảng 8 triệu các bạn nhé. Order ngay tại fanpage nếu như các bạn có điều kiện và nếu các bạn hứng thú về nó. Ok, đó là một video rất là nhanh thôi về cái đôi giày cực kỳ thú vị này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe, và xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.